Xin kính chào bà con. Hôm nay A Đầu sẽ giới thiệu với bà con một cái dòng lưới rất là đặc biệt đó là lưới che chắn côn trùng. Thì trong cái kho lưới của A Đầu ngày hôm nay thì có rất nhiều các loại lưới liên quan đến lưới nông nghiệp và lưới công nghiệp. Ví dụ như là lưới che chắn nắng, lưới che chắn rau sạch, các loại lưới công trình xây dựng, lưới bóng, lưới che chắn sân bóng, lưới che chắn sân côn Và ngày hôm nay đặc biệt A Đầu muốn giới thiệu với bà con đó là lưới che chắn côn trùng. Cái mắt lưới ở đây nó rất là nhỏ, mắt lưới từ 15, 16 đến 18 mắt hay còn gọi là 18 lỗ trên 1 cm vuông thì à, bà con có hình dung được là cái lỗ của nó rất là nhỏ nha rất là nhỏ để phù hợp cho bà con chắn những con côn trùng à, và chắn che chắn bụi trong công nghiệp và che chắn à, sinh hoạt hàng ngày thì bà con hướng lên màn hình nó có 6 mô đen tất cả khổ một từ 1m một cho đến 1m2 1m4 1m6 1m8 và khổ 2m đây là một trong những cái khổ lưới mà sử dụng rất là phổ thông hàng ngày cho bà con thì ngoài sử dụng mục đích che chắn côn trùng ra thì còn sử dụng rất nhiều vào các uh, mục đích khác nữa Ví dụ như bà con có thể che chắn bụi này, che chắn côn trùng Các loại ở các nhà máy hoặc sinh nghiệp này hoặc là ở trong uh, dân trong uh, gia đình này, hộ gia đình này Thì đây, đây là khố 1 mét thì uh, dài 50m trên một khố Mắt lưới của nó là 18m, 18, mét, à, 18 uh, lỗ trên 1cm vuông Bà con nha, chất liệu sợi ở đây nó là sợi PE hàng nguyên sinh loại 1 cho bà con Thì uh, những dòng lưới ở đây nó phụ thuộc vào cái mắt lỗ lưới ở đây thì khi bà con mà điện đến đến cho A đầu A đầu sẽ tư vấn kỹ cho bà con tiếp theo là cái khổ mắt khổ lỗ lưới của nó là cũng 18 lỗ trên 1 cm vuông và khổ 1 m2 và 1 m4 và 1 m6 dài tổng thể là 50 m trên một cây này thì ngoài ra còn có khổ 2 m là cái khổ khổ cao nhất cho bà con hiện nay thì bà con vận dụng và tận dụng ở những cái hộ gia đình hoặc là bà con sử dụng vào trong những cái nông trại xem uh, xem là nó có phù hợp vào những cái uh, cái, cái cái khổ nữa như nào thì bà con có thể liên hệ với a đầu qua zalo trên màn hình và a đầu sẽ cung cấp đầy đủ cái thông số cũng như là cái chi tiết về cái sản phẩm này nếu như bà con cần chi tiết hơn thì liên hệ ngay với a đầu qua zalo a đầu sẽ gửi cái mẫu mã cũng như là cái video cũng như kích thước đầy đủ cho bà con để bà con tham khảo thêm để tận dụng vào cũng như làm vào rất nhiều việc trong cái sinh hoạt hàng ngày cho bà con đời sống hàng ngày để giúp cho bà con có một cuộc sống tốt đẹp hơn xin cảm ơn bà con